Những lưu ý gì khi thi công lợp ngói bê tông mà bạn nên biết thì hãy cùng Mai Rừng Tô xem có những lưu ý gì nhé. Đầu tiên, bê tông là loại ngói được ép rất là phẳng nên là chúng ta làm so le nhé và khoảng cách mẻ đối với ngói song các. Bạn chia từ 33 đến 36 và đối với ngói phẳng thì nó xoay theo chiều ngang thì các bạn sẽ chia theo từ 25 cho đến 27cm nhé. Trừ ngói thái thì các bạn chia từ 31 đến 33cm, đấy là ngói phẳng của ngói thái. Thứ hai, với khoảng cách giữa các đòn tay hay thanh dui thường thì khoảng cách này phụ thuộc vào vật liệu làm mái. Đối với vật liệu gỗ thì khẩu độ phải từ 40 đến 60cm trở lại. Đối với các loại thép nhẹ thì từ 120cm trở xuống. Đối với thép hộp thì tùy vào loại tiết diện, chất lượng thép. Thứ ba, cách di chuyển trên ngói. Do công việc lợp ngói khá nguy hiểm vì các công nhân phải làm việc trên cao và dốc dễ trơn trượt. Chính vì vậy khi ta bước trên các mái ngói cần chú ý đến cách bước như thế nào để tránh tai nạn và làm vỡ ngói. Khi bước trên ngói ta cần tránh việc bước lên vào các gờ chống mí nơi hai viên ngói tiếp giáp nhau. An toàn nhất là nên đi lên vị trí mũi ngói và cũng cần đảm bảo an toàn bằng các phương pháp bảo hộ khác. Các bạn hãy lưu ý những điều trên nhé. Và nếu các bạn có nhu cầu thi công các hệ mái cho công trình của bạn thì hãy liên hệ đến Mai Rừng Tô. Sự khác biệt của chúng tôi là Mai Rừng Tô có đội ngũ thiết kế và thi công cũng như xưởng sản xuất quy mô bài bản đảm bảo chất lượng cao khi đến tay khách hàng. Mai Rừng Tô giải pháp tổng thể cho mái nhà Việt.